Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị, tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Kế Hoạch Hôn Nhân. Một tác phẩm được viết bởi tác giả Trang Bubi và tiếp tục là những tình huống vô cùng gay cấn và ly kỳ sau khi mà cô gái tên Linh của chúng ta phát hiện ra rằng bản thân mình đã thích Hoàng, đã yêu Hoàng rồi. Nhưng mà có điều gì đó vô cùng lấn cấn, tại sao Hoàng lại đối xử với cô như kẻ thù? Và khi mà cô gái tên Trúc xuất hiện, chuyện gì lại tiếp tục xảy đến? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5 ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trong công ty của tôi có rất nhiều chị đã lập gia đình. Các chị đi đến đâu đều gọi video về cho chồng, trò chuyện và chia sẻ niềm vui. Nhìn lại bản thân mình tôi có chút chạnh lòng. Tôi và chồng vĩnh viễn chẳng có cuộc trò chuyện nào thoải mái như vậy. Thậm chí tôi đi đâu hay làm gì, anh không thèm bận tâm. Bất giác tôi nhìn xuống điện thoại của mình. Màn hình chẳng có thông báo nào hiện lên. Tôi đang cố gắng che đi sự thất vọng, ngẩng đầu lên nhìn ra hướng biển. Hít một hơi thật sâu. Cảnh đẹp đến nao lòng như thế này khiến tâm trạng của tôi cũng vơi đi vài phần nặng nề. Buổi tối hôm đó, sau khi dùng bữa trong khách sạn xong xuôi, mọi người đề nghị cả phòng ra hồ bơi gần đó ngồi chơi và hóng mát. Khi mọi người đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên một chị trong phòng lên tiếng đề nghị. Hay là bọn mình chơi trò chơi gì đó cho vui nhỉ? Được đấy chị ạ. Chẳng mấy khi mới có dịp đi với nhau thế này. Nhưng mà chơi trò gì được chị? Chị biết trò này mới xem trên mạng xong. Trò rút bài. Tức là bây giờ nhá, chị chia bài cho mỗi người. Lấy cái chai này, xoay xoay. Xem là đầu cái chai này chỉ về hướng của ai. Nếu như ấy, cái chai mà hướng về phía người đấy, thì người đấy phải đọc hai lá bài bất kỳ. Hai người có hai lá bài đó phải làm theo yêu cầu của người đọc. Nếu mà không làm theo yêu cầu ấy, phải uống bia hoặc là uống nước cốt chanh ở đây. Ví dụ nhá, chị đọc 7 bích 5 rô mà anh Thịnh và Linh đang giữ 7 bích 5 rô thì phải làm theo yêu cầu của chị. Nếu không làm theo thì phải uống nước cốt chanh. Mọi người thấy thế nào? Nghe chị ấy giải thích như vậy thì có vẻ ai cũng hào hứng bởi vì trò này khá mới lạ so với trò nói thật hoặc là nói dối. Tôi mới đầu không muốn tham gia, nhưng mà thấy ai cũng nhiệt tình. Nghĩ bụng cũng chẳng mấy khi có dịp như thế này, nên tôi đành đồng ý. Chúng tôi sau đó quay thành một vòng lớn, trùng hợp là tôi ngồi kế bên Thịnh. Khi chúng tôi chuẩn bị bắt đầu trò chơi, thì bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên. Trò này vui phết nhỉ, tôi chơi cùng mọi người có được không? Giây phút giọng nói đó vang lên, trái tim của tôi như lỡ nhịp. Theo phản xạ tôi quay đầu, nhìn thấy chồng tôi mặc cả một cây màu đen đang đứng trước mặt. Tôi ngơ ngác nhìn anh, ngàn vạn lần không thể nào tin được chồng mình đang bằng da bằng thịt đứng ở đây. Khoảng cách chỉ cách tôi có vài bước chân. Đúng lúc này, anh cũng hướng mắt nhìn về phía tôi. Sắc mặt anh không có bất cứ cảm xúc nào, chỉ có ánh mắt mang vẻ hứng thú lạ thường. Mọi người đối với sự xuất hiện của Hoàng, ai ai cũng ngạc nhiên. Sau khi định thần lại thì nháo nhác lên tiếng chào hỏi. Sếp Hoàng sao? Thịnh là lãnh đạo công ty, anh đứng dậy đi ra trước mặt Hoàng, lịch sự lên tiếng. Chào sếp Hoàng, không ngờ lại gặp sếp ở đây. Vinh dự cho tôi và anh chị em trong công ty. Tôi chơi cùng mọi người được chứ? Tất nhiên, chả có ai dám từ chối Hoàng. Tất cả đều đồng thanh được chứ. Ngoại trừ tôi nãy giờ chưa lên tiếng. Sau đó một người ngồi bên cạnh tay phải của tôi. Lúc này chủ động nhường ghế cho Hoàng. Sau khi Thịnh mời anh ngồi xuống ngay ngắn, rồi mới dám bước vào chỗ ngồi của mình. Tự nhiên tôi ngồi giữa hai người đàn ông. Trái tim của tôi đập nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi liếc mắt nhìn sang Hoàng. Không biết cơn gió nào lại thổi ông chồng khó tính lạnh lùng của tôi tới đây để chơi mấy trò chơi này. Khi mà tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì chồng tôi nhếch môi cười một cái. Rồi thản nhiên nói.
Mới xa nhau chưa đầy một ngày, em gặp chồng không cần phải kích động tới mức đờ đẫn như vậy đâu. Mọi người nghe Hoàng nói như vậy, tất cả đều ồ lên một tiếng và nhìn nhau tủm tỉm cười. Còn riêng tôi, gần như bị bội thực bởi câu nói của anh, lập tức ho lên sùng sục. Tôi đột nhiên không thể nào phân biệt được đây có phải là chồng mình hay không, hay là thân xác của anh, nhưng mà hồn của anh lại bị người khác bắt đi mất rồi. Sau đó mọi người bắt đầu chơi trò chơi. Mới đầu khi Hoàng bước vào, ai nấy còn dè chừng anh. Sau khi chơi được vài vòng rồi, thì không khí vô cùng sôi động. Ai ai cũng chọn theo cách làm yêu cầu của đối phương. Dù khó chịu, nhưng mà nhất quyết không uống nước cốt chanh, làm cả đám cười đau cả ruột. Đến khi chiếc chai quay trúng một anh đồng nghiệp, anh ấy dõng dạc. Bảy bích này, chín rô. Hai người hôn nhau một cái đi. Với yêu cầu này thì ai khi lật lá bài lên cũng run rẩy, đặc biệt là tôi. Xui một cái, lật lá bài, có mình và ông chồng sạch sẽ, đang kè kè bên cạnh, thì thả uống nước cốt chanh còn hơn. Khi mọi người lần lượt gần hết rồi, thì Thịnh lên tiếng. Tôi đang cầm bảy bích. Thịnh vừa mới dứt lời thì nhanh như chớp, Hoàng bên cạnh rút lá bài của tôi, đổi sang lá bài của anh một cách rất nhanh chóng. Nhanh đến mức tôi mới định thần được. Lá bài trong tay mình lúc này đã bị đổi. Sau khi đổi xong, Hoàng thản nhiên lên tiếng. Còn tôi đang cầm chín rô. Lúc này cả đám im lặng nhìn nhau bởi vì không ngờ hai lá bài rơi vào tay hai ông sếp lớn. Thịnh quay sang nhìn lá bài trên tay Hoàng với ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Tôi lúc này mới ý thức được chồng mình là người cứu cánh cho mình ván này. Bảo sao anh đổi bài nhanh thế? Hoàng chủ động nâng cốc nước ép chanh lên rồi nói với Thịnh. Chúng ta cùng uống. Thịnh vừa gật đầu xong, anh thản nhiên đưa cốc nước lên miệng uống một hơi hết sạch. Rõ ràng nước cốt chanh chua gần chết mà anh uống giống hệt nước lọc. Mặt mày chẳng có biểu lộ cảm xúc gì. Thậm chí tôi ngồi nhìn, phải nhíu mày nhăn mặt thay cho Thịnh. Cái An nháy mắt với tôi vài cái. Tôi mới giật mình đưa chai nước lọc bên cạnh cho anh. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Tôi cứ tưởng như vậy là kết thúc. Chồng tôi dừng cuộc chơi đi ngay sau đó. Nhưng không, anh kiên trì, chờ cho tới lượt cuối cùng. Cái An là người được yêu cầu, và nó nói lớn. Lần này tới lượt em nhá, em yêu cầu 10 tép và 3 cư, lại tiếp tục hôn nhau. Mọi người cứ nghe đến yêu cầu phải hôn nhau là khoái chí cười lên ầm ĩ. Tôi là người đầu tiên phải lật lá bài, và tôi hy vọng không phải mình. Nhưng mà cuối cùng vừa mới lật lên, thì ăn trọn con ba cơ đỏ chót. Tôi ngượng ngùng quay sang nhìn chồng, định bụng chắc mầm phải cầm ly nước cốt chanh lên uống, thì bất ngờ Hoàng kéo sát tôi lại, không chần chừ, anh đặt nụ hôn lên môi của tôi, trước mặt tất cả mọi người. Nụ hôn nhanh chóng, nhưng có lẽ nụ hôn này mãi mãi khắc sâu vào ký ức của tôi. Chúng tôi chơi đến 10 giờ hơn thì giải tán, lúc tôi định quay về phòng ngủ cùng với cái An, thì Hoàng chủ động lên tiếng. Cô tên là An đúng không? Chắc cô không ngại khi ngủ một mình đâu nhỉ? Cả tôi và An đều tròn xoay mắt nhìn Hoàng. Thứ nhất vì không nghĩ Hoàng lại biết tên An. Thứ hai là anh nói như vậy khác nào nhắn nhủ cho cái An biết rằng đêm nay tôi phải ngủ cùng phòng với anh. Tôi vừa định lên tiếng thì lúc này cái An cười tươi. Dạ vâng, tất nhiên là em không ngại đâu ạ. Nói xong chưa để tôi phản ứng, nó cười toe toét với tôi, chúc tôi ngủ ngon. Rồi chạy một mạch về phía trước. Tôi lúc này quay sang nhìn Hoàng, nhíu mày. Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Thôi, về phòng, tôi mệt lắm rồi. Nói xong anh liền thong dong bước đi trước, còn tôi cứ lì mãi chưa chịu bước đi. Cuối cùng khi đi được một đoạn, Hoàng liền quay đầu nói với tôi. Ừ hay, muốn tự đi hay phải để tôi ra tay đây? Tôi biết cái tên hầm này nói được làm được, nên cuối cùng dù ngang bướng cỡ nào, tôi đành phải ngoan ngoãn, lẽo đẽo theo sau anh. Cửa phòng khách sạn vừa mới mở ra, Hoàng ngay sau đó liền ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Lúc này tôi mới lên tiếng hỏi anh. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây chứ? Có việc thôi. Việc gì mà trùng hợp với cả chuyến đi du lịch của tôi? Tôi chỉ nói bâng quơ như vậy. Ai ngờ Hoàng nghe xong liền thay đổi sắc mặt, thái độ sồn sồn lên giống như bị người khác nói trúng tim đen. Thế cô tưởng tôi vào đây là vì cô á? Tôi nghĩ đúng như vậy rồi,
chứ tưởng cái gì mà tưởng. Này, Vũ Tuệ Linh, cô đánh giá bản thân của cô hơi cao rồi đấy. Tất nhiên rồi, tôi phải như thế nào thì mới làm vợ của anh được chứ. À, cô... Tôi không thèm đôi co thêm với Hoàng nữa, thản nhiên trèo lên giường đi ngủ trước. Mỗi tội dù cơ thể mệt mỏi, nhưng nằm mãi tôi không thể nào ngủ được. Cảm giác này khó diễn tả lắm, hồi hộp và bí bách vô cùng. Tôi nằm xoay ngang xoay dọc không biết bao nhiêu lâu mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Chỉ là đến nửa đêm lại bị tỉnh giấc bởi tiếng động trong phòng tắm. Mới đầu tôi không quan tâm, nhưng lúc sau nghe được như tiếng ai đó đang nôn. Phòng lại chỉ có tôi và chồng. Ngay sau đó tôi liền bật dậy, bước xuống giường xem thử. Đúng là ông chồng của tôi đang chống tay vào bồn, nôn thốc nôn tháo. Tôi vội vàng. Anh làm sao thế này? Sao tự nhiên lại nôn thế này? Anh bị cảm à? Hoàng ngẩng đầu lên nhìn tôi, định nói điều gì đó, nhưng ngay lập tức cúi người và nôn tiếp. Lần đầu tiên thấy chồng yếu đuối như vậy, tôi cứ đứng vỗ vai cho anh, đến khi anh nôn bằng sạch mới thôi. Sau đó tôi vội vàng chạy đi lấy một cốc nước lọc và đưa cho Hoàng. Có chuyện gì thế? Anh bị làm sao vậy? Tôi không sao. Không sao mà nôn nhiều thế này. Anh bị cảm hay bị làm sao? Nói xong tôi mới để ý tay phải của chồng đang sờ lên thóp bụng, hàng lông mày của anh cau có, giống như đang rất đau đớn. Hình như chồng tôi có bệnh đau dạ dày giống tôi. Trời đất ơi, vậy mà hồi tối anh còn chủ động uống hết nửa cốc cốt chanh. Anh muốn chết hay gì chứ? Tôi lo lắng vô cùng. Anh bị đau dạ dày đúng không? Ừ. Anh có mang theo thuốc giảm đau hay là thuốc gì không? Tôi không. Mà cô đi ngủ đi. Không phải lo cho tôi đâu. Anh ta càng nói như vậy, nhưng mà làm sao tôi nỡ lòng nào đi ngủ chứ? Dù sao, anh bị như vậy một phần cũng là vì tôi. Biết tính chồng mình ương bướng, nên tôi không nói thêm gì, lặng lặng chạy xuống quầy lễ tân khách sạn, hỏi thử xem có thuốc giảm đau không. Cũng may nửa đêm nhưng mấy chị lễ tân vô cùng nhiệt tình. Tôi hỏi thuốc giảm đau một cái là mấy chị đi tìm ngay cho tôi. Sau đó đưa cho tôi 2 viên, đem về phòng. Về tới phòng tôi lập tức nói với Hoàng. Anh uống đi. Này, hay là anh ăn ít bánh mì xong rồi hãy uống nhé. Chồng tôi không phản ứng, tôi đành nói tiếp. Tôi vừa xuống hỏi quầy lễ tân, tôi bị đau dạ dày nên tôi biết loại nào uống được loại nào không. Anh yên tâm đi, không cho anh uống nhầm thuốc đâu mà sợ. Anh mà có chuyện gì thì chỉ có thiệt thân tôi đâu có dại chứ. Sau khi nghe tôi nói câu này, Hoàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt giống như kiểu chưa gặp người phụ nữ nào mất hết liêm sỉ như tôi. Sau đó anh cầm 2 viên thuốc đưa vào miệng và nuốt chừng xuống bụng. Qua một lát cơn đau có vẻ giảm hơn, sắc mặt của anh lúc này giãn ra một chút. Cảm ơn cô. Không cần đâu, tôi còn phải nhờ anh nhiều chuyện mà. Cô muốn bao nhiêu? Bao nhiêu cái gì cơ? Tôi thanh toán sòng phẳng cho cô lần này, để từ nay về sau, cô đỡ làm phiền tôi. Nghe Hoàng nói như vậy không hiểu vì lý do gì, trong lòng tôi cảm thấy có chút buồn buồn. Hóa ra anh không muốn tôi làm phiền anh muốn sòng phẳng với tôi. Vậy mà tôi cứ ngu ngơ cho rằng vợ chồng phải giúp đỡ nhau, đó là chuyện bình thường. Tôi nhìn anh ta rất lâu và đáp. Để tôi xem cái túi hàng hiệu mới ra bao nhiêu. Còn bây giờ tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây. Tôi mặc kệ anh trèo lên giường nằm trước. Lúc sau tôi thấy Hoàng cũng lặng lặng nằm xuống bên cạnh tôi. Nằm một tư thế như thế này mỏi lưng quá. Khi tôi xoay người lại thấy chồng đang quay mặt về hướng mình. Mắt anh đã nhắm nghiền ngủ say, hơi thở phát ra đều đều. Gương mặt của anh dưới ánh đèn phòng tuy không rực rỡ chói lóa, nhưng lại toát ra sức hút đàn ông chí mạng, khiến bất cứ người phụ nữ nào khi nhìn vào đều có thể đắm say. Mắt này, mũi này, miệng này, vầng trán này của anh, từng chi tiết nhỏ nhặt trên gương mặt đều vô cùng hoàn hảo. Chưa kể trên người anh lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương thơm rất là đặc biệt, mùi hương của sự quyến rũ và lạnh lùng. Tôi cứ nhìn anh mãi, sau đó thiếp ngủ lúc nào chẳng hay. Trong giấc ngủ say, tôi có cảm giác vòng tay của ai đó đang ôm lấy cơ thể của mình. Cánh mũi thoang thoảng mùi hương thơm tựa như đứng giữa một rừng hoa. Tôi còn nghe thấy ai đó chúc tôi ngủ ngon.
Sáng hôm sau tôi bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông tin nhắn. Mở mắt ra thấy cả người đang vùi trong lồng ngực rắn chắc của chồng tôi. Tôi thấy sắc mặt của anh hôm nay trở lại bình thường, không còn dáng vẻ đau đớn giống đêm qua. Nghĩ rằng người mới đau dạ dày xong ăn cháo chắc chắn là tốt nhất, nên cuối cùng tôi nhón nhén ngồi dậy, đánh răng rửa mặt xong liền xuống bên dưới nhà ăn của khách sạn, hỏi rằng có cháo không. Cũng may thực đơn sáng nay có cả cháo gà, tôi liền gọi cho anh một bát. Nhân viên khách sạn phục vụ chu đáo đến mức tôi kêu về phòng trước rồi có người mang lên. Trên đường trở về phòng, tôi gặp mọi người đang đi xuống. Một chị lên tiếng nói với tôi. Linh xuống rồi đây à? Mọi người sợ vợ chồng em đang ngủ say nên không dám gọi đấy. Dạ vâng, nhà mình đi ăn sáng cùng nhau à? Ừ, em gọi chồng em ra ăn cùng mọi người cho vui. Dạ thôi, mọi người thông cảm, cứ ăn trước giúp em. Em quay trở về phòng có tí việc, lát em ăn sau à? Cái An nghe như vậy mới tủm tỉm nói với mọi người. Thôi, mình cứ đi ăn trước đi, kệ đôi vợ chồng trẻ đi mọi người. Ừ, thế cũng được. Lúc tôi đi qua Thịnh, anh cười nhẹ và nói với tôi. Nếu dù được xếp Hoàng xuống thì ăn cùng mọi người cho vui. Ăn sáng muộn quá không tốt đâu em. Dạ vâng, em biết rồi. Khi tôi quay trở về phòng thì cháo được bê lên trước cả tôi. Hoàng nhìn bát cháo nóng trên bàn, anh nhíu mày. Cô gọi cháo đi à? Ừ, anh mới đau dạ dày xong, ăn cháo là tốt nhất. Cô gọi thì cô ăn đi, tôi không ăn. Không ăn không được đâu. Đêm qua anh đau như thế, anh không sợ à? Trong từ điển của tôi, không có chữ sợ. Tính ông này lì lõm thế nào, gần 2 năm chung sống tôi được trải nghiệm đủ hết. Cuối cùng tôi phải nói đến rát cổ họng thì anh ta mới chịu ăn vài miếng cháo. Khi ăn xong anh liền thay đồ và rời đi. Tôi nghe mang máng trong lúc anh nghe điện thoại vừa nãy, có cuộc hẹn gấp thì phải. Bỗng dưng tôi tự hỏi, liệu chồng mình đã có ngày nào được nghỉ ngơi thật sự? Một người như anh hình như không được phép ốm, không được phép mệt. Cả ngày hôm ấy tôi không thấy bóng dáng chồng tôi xuất hiện, nhưng mà chắc chắn anh chưa quay trở về Hà Nội bởi vì vali của anh đang ở trong phòng. Tôi cả ngày đi chơi cùng mọi người, dù rất vui, nhưng không hiểu tại sao trong lòng cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Dù là rất vui, nhưng mà không thể nào trọn vẹn. Buổi chiều mấy anh em trong công ty rủ nhau ra sân gốt, còn mấy chị em chúng tôi ngồi uống nước chém gió với nhau. Đang nói về vấn đề làm đẹp, thì tự nhiên một chị nói với tôi. Này nhá, trong đây có đứa nào chưa có chồng ấy, thì phải tranh thủ xin vía Linh đi. Sao lại xin vía em à chị? Thì em là người có cuộc sống viên mãn nhất, trong đây còn gì? Có chồng nhé, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại yêu vợ hết mực. Mọi người có để ý ánh mắt tối qua, xếp Hoàng dành cho Linh nhà mình không? Eo ơi, cái mắt thâm tình. Ánh mắt đi à? Chỉ có một người yêu chồng thương vợ thì mới có ánh mắt đó. Ánh mắt thâm tình sao? Ánh mắt của một người chồng yêu thương vợ mình sao? Nghe như vậy trong lòng tôi chỉ biết cười chua chát. Thế nhưng ngoài mặt, tôi cứ nửa đùa nửa thật, nói với các chị. Chị ơi, chị nói quá rồi. À nhá, còn cái vụ thấy xếp Thịnh có 7 bích không? Xếp Hoàng nhanh tay cháo 2 con bài. Thế rồi tình nguyện uống hết nước cốc chanh. Chị thề với mày nhá, chồng em ngầu vãi ra, giống như là đừng mong chạm được vào vợ của anh. Mọi người nghe chị ấy nói như vậy, lúc này cùng ùa vào tung hứng. Còn cái An thì cười tươi nói tiếp. Đúng rồi đấy, hành động đó soái cao ngôn tình ghê, mấy chị nhở? Trời đất ơi, thế ra là mọi người nhìn thấy hết từ tối qua sao? Tất nhiên rồi, lúc đấy vợ chồng em là trung tâm, ai mà chả để ý. Mà đấy, nói mới nhớ, thời buổi nay công nhận lắm người thối mồm, tình yêu vợ chồng em chân thành như vậy, mà người ta đồn lệch lạc hết cả đi đấy. Đúng rồi đấy, là mấy hôm trước ấy, chị em mình hiểu nhầm nhau. Đúng, ghét mấy cái bọn ăn điều nói hớt nhỉ. Tôi không biết giải thích thế nào cho mọi người hiểu, nên đành im lặng cho xong. Mấy ngày ở Nha Trang trôi qua nhanh như một cơn gió. Ban ngày tôi đi chơi cùng với mọi người, nhưng tối Hoàng là người chủ động đưa tôi đi chơi đi ăn. Tôi có cảm giác nhờ chuyến đi lần này mà sự gắn kết của tôi và chồng tôi tăng lên một chút. Tuy không quá nhiều nhưng đủ để tôi có cảm giác hạnh phúc. Đến ngày về tự nhiên tôi lại lưu luyến chuyến đi này. Tôi muốn ở lại lâu hơn, cho đến mãi sau này Nha Trang vẫn là nơi
tôi luôn muốn đặt chân đến. Hôm trở về Hà Nội, chuyến bay của chúng tôi khởi hành sau chuyến bay của Hoàng 2 tiếng đồng hồ. Khi về đến sân bay có xe công ty đến đón sẵn. Lúc tôi kéo vali đến cổng nhà thì gặp cô Hoa đang tưới cây. Cô mỉm cười nói với tôi. Mợ, mợ về sớm thế ạ? Dạ vâng, bọn cháu đi có 3 ngày 2 đêm. Mà anh Hoàng về nhà chưa cô? Cậu chưa về mợ ạ. Nhưng mà... Nhưng sao ạ? Bà chủ đang ở bên trong đợi mợ về. Hay là mợ đợi cậu về rồi hẵng vào bên trong? Cô Hoa vừa mới dứt lời thì thầm với tôi thì tiếng mẹ chồng vang lên đầy tức giận. Cuối cùng thì chị cũng vác cái mặt về. Chị mau vào đây, tôi có chuyện này muốn nói với chị. Lúc nghe mẹ chồng chửi, quả thực tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết làm sao mà bà tức giận đến như vậy. Cho đến khi tôi bước vào trong nhà, mẹ chồng liền giơ một vỉ thuốc tránh thai lên trước mặt tôi. Chị trả lời cho tôi biết đi. Đây là cái gì? Tôi ngước mắt nhìn vỉ thuốc tránh thai trên tay của bà. Không thể nào chối cãi, bởi vì đây chính là vỉ thuốc trước kia vợ chồng tôi hay dùng để kế hoạch. Nhưng tôi nhớ hôm vừa rồi dọn phòng, tôi đã thu dọn hết rồi cơ mà. Tại sao bây giờ bà lại cầm nó trong tay? Thấy tôi chưa trả lời, mẹ chồng tôi liền ném vỉ thuốc vào mặt của tôi. Chị đúng là giỏi thật đấy. Nếu chị không muốn sinh con sinh cháu cho cái nhà này, thì chị cứ nói thẳng với tôi, để tôi cưới vợ khác cho con trai của tôi. Đằng này chị dám dùng thuốc tránh thai để trốn tránh việc sinh đẻ cho nhà chồng hay sao? Ôi trời đất ơi, tại sao tôi lại có đứa con dâu như chị chứ? Ngay ngày hôm nay, chị phải cút ra khỏi nhà tôi. Ngay lập tức. Quả thực thuốc này là do tôi mua. Vợ chồng tôi dùng biện pháp này để phòng tránh. Nhưng tôi làm sao có thể nói rõ cho mẹ chồng tôi biết bản hợp đồng hôn nhân bí mật của hai vợ chồng tôi. Lúc đấy tôi chưa nghĩ ra được lý do nào hợp lý, nên miệng nhất thời cứ cứng ngắc. Mẹ chồng tôi như thấy như vậy lại càng tức giận hơn. Chị Linh, tôi đang hỏi chị bị cấm à? Dạ thưa mẹ, con đúng là vì thuốc này con từng dùng, nhưng từ rất lâu rồi, bọn con không còn dùng đến. Chị có biết tôi và cái gia đình này mong mỏi có một mụn cháu đến thế nào không? Tại sao chị còn dùng thuốc tránh thai? Ngày thằng Hoàng nó nói rằng nó cưới chị, tôi vốn chẳng ưa gì chị, nhưng mà tôi đành nhắm mắt, nhắm mũi đồng ý. Gần 2 năm qua, tôi luôn mong chị sinh cho tôi một đứa cháu. Vậy mà cái việc bất kể người phụ nữ nào cũng có thể làm được, nhưng còn riêng chị thì không. Mẹ chồng tôi nói bằng cái giọng đầy ai oán trách móc. Lúc này tôi mới có thể hiểu rõ bà mong mỏi và khát khao một đứa cháu đến nhường nào. Bị bà mắng, bị bà chửi, tôi không có tư cách để trách bà. Chỉ là từng lời của bà nói tựa như những cây kim sắc nhọn đâm vào trái tim của tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Chị xin lỗi tôi sao? Chị tưởng xin lỗi là xong à? Ngày hôm nay tôi nói thật nhé, tôi không thể nào chấp nhận loại con dâu như chị. Tôi biết thừa chị dùng thuốc tránh thai này còn có một ý đồ khác. Ngày hôm nay tôi thành toàn cho chị. Kìa mẹ, mẹ nói như vậy là sao à mẹ? Sao chăng cái gì? Chị đừng tưởng tôi không biết. Chị đúng là một con đàn bà mất hết đạo đức. Chị có chồng rồi, nhưng mà chị còn lăng loàn với thằng Thịnh sếp của chị. Và nó cũng là tình đầu của chị có phải không? Từng lời nói của bà khiến tôi thấy sống lưng của mình trở lên lạnh buốt. Chuyện tôi dùng thuốc tránh thai là thật, nhưng chuyện bà nói tôi lăng loàn với Thịnh là một chuyện hết sức hoang đường. Mẹ à, con không biết mẹ nghe ai nói con có quan hệ bất chính với sếp của con, nhưng mà con thề có trời có đất, con hoàn toàn trong sạch. Mối quan hệ của con và anh Thịnh chỉ là mối quan hệ sếp và nhân viên bình thường thôi mẹ. Chị không cần phải thề thốt, ngứa hết cả tai. Chị nghĩ rằng tôi tin dăm ba cái lời thề vớ vẩn của chị à? Tôi chỉ tin vào những gì mà tôi thấy, tôi nghe thấy thôi. Tôi còn biết sếp của chị cũng hay đưa chị về đến tận cổng nhà cơ. Ai, xã hội bây giờ đúng là loạn hết cả. Đàn bà ngoại tình còn công khai cơ đấy. Bảo sao chị không muốn sinh con sinh cháu cho cái nhà này? Để chị dễ dàng đàng điếm có đúng không? Mẹ, rốt cuộc
Ai bịa đặt trắng trợn với mẹ về con như vậy chứ? Con chưa bao giờ hổ thẹn với lương tâm mình về việc có chung thủy với chồng con hay không? Lúc đó tôi định nói thêm, chỉ có anh Hoàng là người không chung thủy với con thôi. Nhưng dù uất ức thế nào, tôi phải cố gắng kiềm chế. Mẹ chồng tôi lúc này vẫn nhất quyết khẳng định. Ai nói không quan trọng. Quan trọng bây giờ là tôi không muốn đôi co với chị. Và càng không muốn nhìn thấy mặt chị trong ngôi nhà này. Chị cút đi. Cút khuất mắt tôi. Chị cút ngay cho cuộc đời thằng Hoàng nó được yên. Nói không được. Bà vội vàng tiến tới, kéo tay tôi, lôi sành sạch tôi ném ra ngoài. Thực ra với cái sức của tuổi trẻ, tôi thừa sức để kháng lại bà. Nhưng tôi sợ sơ ý, làm cho bà bị ngã hay bà có bị làm sao, thì chỉ có khổ bà thôi. Tôi vội vàng van xin. Mẹ bình tĩnh. Có gì mẹ đợi chồng con về rồi cùng nhau giải quyết có được không à? Con không phải là người như thế. Mẹ phải tin con. Cô Hòa giúp việc thấy mẹ chồng tôi lôi tôi ra ngoài, cũng vội vàng chạy tới. Kìa bà ơi, có cái gì bà bình tĩnh đã. Chị không phải xin xỏ cho nó. Nếu chị không muốn mất việc ấy, chị lên phòng thu dọn đồ đạc của nó, mang xuống đây cho tôi. Hôm nay, tôi nhất định phải tống cổ cái con đàn bà này, ra khỏi cái ngôi nhà này. Tôi nhìn mẹ chồng tôi, có vẻ hôm nay bà quyết tâm đuổi tôi ra khỏi cái ngôi nhà này lắm rồi. Tôi biết mẹ chồng tôi trước giờ không ưa mình, dạo gần đây lại còn có thêm sự xuất hiện của Trúc, nên cái việc hôm nay chắc chắn chỉ là thuận nước đầy thuyền mà thôi. Hai mẹ con còn đang nói nhau qua lại, thì bất ngờ giọng nói của chồng tôi vang lên. Hai người đang làm cái trò gì thế? Mẹ chồng tôi lúc này mới chịu buông tay tôi ra. Bà tức giận. Ngày hôm nay con phải chọn nó hoặc là chọn mẹ. Nếu như có mẹ thì không có nó. Nếu như có nó thì không có mẹ. Mẹ à, có chuyện gì mẹ từ từ nói cho con nghe. Mẹ chồng tôi lúc này mới nói ra toàn bộ sự việc. Hoàng nghe xong liền quay sang nói với tôi. Vừa bay một chặng đường xong chắc là mệt lắm. Lên phòng nghỉ đi. Tôi nhìn Hoàng, ánh mắt của anh bình thản đến lạ, nhìn vào sâu đánh mắt ấy, tôi không thể nào đọc được anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hình như càng bị cuốn vào vực sâu vạn trượng. Mẹ chồng tôi nghe Hoàng nói như vậy, vội vàng quát ngay. Con không nghe mẹ nói cái gì à? Mẹ không thể! Mẹ chồng tôi chưa nói hết câu, thì anh vội vàng chặn ngang lại. Tôi bảo cô lên phòng nghỉ đi. Tôi nghĩ Hoàng có tính toán gì đó trong đầu, nên đành mặc kệ thái độ giận dữ của mẹ chồng, gật đầu chào bà một cái rồi xoay người bước đi. Khi tôi vừa đi được vài bước thì mẹ chồng của tôi lại quát lớn. Ai cho phép cô bước chân vào cái nhà này? Là con cho phép. Mẹ không có quyền đuổi cô ấy. Nếu như muốn đuổi, chỉ có con là quyền được đuổi cô ấy thôi. Lần đầu tiên tôi thấy chồng tôi lớn tiếng nói như vậy với mẹ mình. Không những thứ anh lớn tiếng, còn là vì tôi. Trong lòng tôi không biết nên vui hay là nên buồn, nhưng dù sao cái cảm giác được anh bảo vệ cũng phần nào xua đi những ấm ức tôi đang trải qua. Khi tôi bước tới cửa nhà, vẫn nghe thấy giọng mẹ chồng tôi lớn tiếng. Hoàng ơi là Hoàng, con điên rồi, con dám lớn tiếng với mẹ vì nó. Con chỉ đang muốn nhắc cho mẹ biết, mẹ đừng đi quá giới hạn của mình. Nhà này, gia đình này là của con. Con bây giờ lớn rồi, mẹ không có quyền thay con làm chuyện gì. Còn vợ của con, nó không muốn sinh con cho con là bởi vì nó đang điếm bên ngoài. Mẹ sống với cô ấy được mấy ngày? Con nói như vậy là sao? Cô ấy như thế nào con là người hiểu rõ. Còn cái chuyện thuốc tránh thai là chính con bắt cô ấy uống, bởi vì con cảm thấy hiện tại chưa thích hợp để đón thêm một đứa bé. Việc ai làm người đó chịu, mẹ đừng có quy chụp lên đầu một người vô tội. Con vừa nói cái gì? Con điên rồi sao? Tôi thấy Hoàng im lặng không nói gì thêm. Sau đó tôi không muốn tiếp tục đứng lại nghe nữa. Tôi bước lên phòng của mình. Lúc bước vào trong phòng, tôi thấy mấy ngăn kéo tủ đang lộn xộn cả lên. Tôi nghĩ chắc là mẹ chồng vừa mới lục đồ nên không thèm đóng lại. Có điều tôi nghĩ mãi, không hiểu trước giờ mẹ chồng tôi có bao giờ tự ý đi vào phòng riêng của chúng tôi đâu. Cảm giác như có ai đó đứng sau xui khiến bà làm chuyện này. Rồi cả chuyện của tôi và Thịnh, tôi không hiểu ai ác mồm ác miệng
đặt điều cho tôi như vậy. Cứ nghĩ đến những lời bà vừa nói, tôi lại càng thấy ấm ức và tủi thân. Hóa ra gần 2 năm qua, những việc tôi làm chưa có gì có thể lay động được lòng bà. Chả nhẽ không môn đăng hộ đối là một cái tội hay sao? Bất giác sống mũi tôi cay cay, giọt nước mắt rủ nhau ùa về, chảy dài hai bên má. Khi đang khóc lóc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của cô Hoa vang lên. Mợ Linh ơi, tôi vào có được không? Dạ vâng, cô vào đi ạ. Tôi vội vàng lau đi nước mắt, cô Hoa cầm trên tay một cốc nước ép lựu, cô đưa cho tôi. Mợ uống đi, tôi vừa mới ép xong đấy. Con cảm ơn cô. Mợ, mợ đừng khóc, mợ đừng buồn, bà chỉ là tức giận quá, mới vậy thôi. Vâng, bà mẹ chồng cháu với anh Hoàng đang ở bên dưới hả cô? Bà vừa mới về mợ ạ, còn cậu Hoàng bảo tôi lên hỏi mợ có đói không, tôi nấu cái gì cho mợ ăn nhá. Dạ thôi, ở trên chuyến bay cháu có ăn chút đồ ăn rồi, cháu đi tắm rồi ngủ một giấc. Trưa hôm nay cô không cần phải gọi cháu dậy đâu ạ. Tôi biết rồi, vậy mợ nghỉ ngơi cho khỏe. Cô Hoa đi rồi tôi mới rệu rạo đứng dậy đi vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi xếp gọn đống quần áo vào vali và sau đó lên giường nằm nghỉ ngơi. Nhưng mà cả người bứt rứt khó chịu, làm cho tôi nằm yên cũng không được. Thật ra ngay từ đầu khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi đã xác định nước mắt sẽ nhiều hơn nụ cười, nỗi đau buồn sẽ nhiều hơn hạnh phúc. Tôi biết đây là một canh bạc, không thể nào định liệu trước thắng thua. Nhưng tôi muốn đánh cược một lần. Nếu như thua, coi như tôi thua mấy năm thanh xuân của mình. Còn nếu như tôi thắng, tôi sẽ giành được hạnh phúc một đời của tôi. Hình như tôi đã thua rồi. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, tôi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Tôi ngủ một mạch tới khi bầu trời chuyển tối mới tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là đầu đau như búa bổ, lưng eo mỏi nhức. Xoa bóp bờ vai một lúc, tôi chậm chạp lết xuống giường. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, chồng tôi từ bên ngoài bước vào. Anh chủ động hỏi tôi. Cuối cùng cô cũng dậy rồi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi anh? 8:30. Nói như vậy là tôi ngủ đến 5 tiếng đồng hồ. Tôi buột miệng nói tiếp. Sao anh không gọi tôi dậy? Gọi cô á? Cô Hòa liền gọi cô 3 lần. Mà cô còn không thèm dậy ý chứ. Cô xem, cô ngủ có khác gì con lợn không? Tôi mà là lợn... Anh... Thì anh mới là người ngủ với lợn đấy. Anh là lợn đực à? À, cô... Tôi xỉ môi rồi huých mạnh vai của anh một cái, bước xuống giường. Đang định bụng xuống dưới nhà, thì Hoàng bất ngờ nói với tôi. Cô có muốn ăn gì không? Anh... Anh đưa tôi đi ăn à? Ừ. Nhưng mà tôi thèm ăn ốc với bánh gối ở ngoài bờ hồ. Anh đưa tôi đi ăn có được không? Được chứ sao không được. Thế rồi tôi vui vẻ đến quán ốc. Anh gọi cho tôi 2 bát ốc và 1 đĩa bánh gối. Mùi ốc nóng bốc lên giữa cái mùa thu se lạnh của Hà Nội. Tôi nhìn bát ốc mà cười tít cả mắt. Lâu lắm rồi mới được đi ăn ốc nóng. Ngon thật đấy. Cô Điêu, đã ăn đâu mà biết ngon. Thì bây giờ nhìn nhá, xong ngửi mùi thế này, đủ biết là ngon mà. Cô đúng là thính như... Hoàng vừa nói đến đây tôi liền biết anh nói vế sau là gì, nên lập tức lên tiếng. Này, tôi như cái gì thì anh như thế, đừng có mà tự vả vào mặt mình. Nói xong tôi mặc kệ anh, cứ như vậy cúi xuống chuyên tâm thưởng thức bát ốc cùng với đĩa bánh cối nóng hổi trên bàn. Suốt cả quá trình ăn, Hoàng dường như chỉ ngồi làm cảnh. Bởi vì tôi thèm với tiếc tiền nên ăn một mình gần hết 2 bát ốc. Lúc gần ăn xong, Hoàng nói với tôi. Chuyện mà mẹ tìm cô, nói chuyện với cô sáng nay, cô đừng có để tâm nhé. Ừ, tôi biết rồi. Với lại tôi quen rồi, chỉ là tôi không hiểu tại sao mẹ lại vào trong phòng và lục đồ thôi. Tôi có cảm giác như có ai đó xúi mẹ. Cô nghĩ xa quá rồi đấy. Anh không tin tôi sao? Thế cô thử nói xem, người đó là ai? Tôi mà biết rõ thì tôi đập cho nó tòe cái mỏ ra rồi. Đúng là cái đồ đanh đá. Đúng, tôi không dịu dàng,
giống như người yêu của anh được đâu. Nét mặt của Hoàng đang vui, nghe tôi nói như vậy, liền xám xịt. Ăn ốc xong anh lái xe đưa tôi về nhà. Khi chúng tôi vừa bước vào phòng, thì Hoàng nhận được điện thoại. Nhìn thoáng qua màn hình, tôi thấy hiển thị tên là Trúc. Anh liền cầm lấy điện thoại. Tôi không nghe rõ cô ta nói gì, nhưng mà Hoàng với dáng vẻ vội vã, anh rời khỏi nhà, vừa đi vừa nói. Em ở yên đấy, anh tới ngay. Tôi đứng trong phòng tần ngần mất vài giây, cứ nghĩ đến cảnh hai người gặp nhau trong đêm khuya, lòng tôi cảm thấy khó chịu. Tối đó tôi cứ tưởng anh sẽ đi qua đêm không về. Cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, tôi thấy Hoàng lù lù từ ngoài bước vào. Anh nhíu mày hỏi tôi. Sao còn chưa ngủ? Hồi chiều tôi ngủ nhiều quá, giờ không ngủ được. Không ngủ được thì cùng nhau thức đi. Thức để làm gì chứ? Thức để phối giống. Lời Hoàng nói làm tôi suýt chút nữa sặc nước bọt mà chết. Tôi kinh ngạc nhìn anh. Dạo này thấy anh thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức không thể nào thích ứng kịp. Tôi chỉ biết há hốc miệng. Anh bị điên à? Nói xong tôi định bụng ngồi dậy đi uống một cốc nước. Nào ngờ vừa mới ngồi thẳng người thì bị Hoàng đẩy xuống. Anh chống hai tay xuống giường, mặt đối diện thẳng với mặt tôi. Khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Đúng, tôi đang điên rồi đây. Anh tránh đường, tôi phải đi uống nước. Không cho đi. Lúc này Hoàng bóp cằm tôi, cúi xuống đặt lên môi của tôi một nụ hôn cuồng nhiệt, ngấu nghiến. Bây giờ thì quá muộn rồi nhá. Rõ ràng lúc đấy tôi muốn đẩy anh ra, nhưng vì nụ hôn của anh mang theo hương vị vô cùng ngọt ngào, ngọt đến mức lan xuống cả cuống họng, rồi hòa quyện vào mạch máu, đi thẳng vào trái tim của tôi. Cuối cùng tôi không phản kháng, anh không né tránh. Tôi giơ tay ôm lấy cổ anh, hé miệng đón nhận sự xâm nhập của anh. Mặc dù tôi không hiểu tại sao Hoàng đột nhiên lại ham muốn tôi. Vào thời khắc này, những điều đó dường như không còn quan trọng. Chỉ muốn cùng anh siết chặt không rời. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn. Anh bắt đầu di chuyển tay, cởi bỏ hết quần áo của chúng tôi. Hoàng à, tôi... Sao thế? Cô có thích không? Tôi dù rất xấu hổ, nhưng lúc đó lý trí như bị ai đánh cắp, nên lúc này liền gật đầu thừa nhận rằng tôi rất thích cái khoảnh khắc này. Sau mỗi cuộc ân ái, Hoàng đều là người vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ trước. Còn tôi phải nằm thêm một lúc mới rệu rạo đứng dậy. Khi tôi bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Hoàng đang đứng ngoài ban công, anh đang hút thuốc. Mệt quá tôi chẳng quan tâm nhiều nữa mà lên giường nằm xuống ngủ. Không biết bao nhiêu lâu sau khi tôi đang ngủ say, bất ngờ chuông điện thoại của chồng tôi lại vang lên, ồn ào đến mức khiến tôi phải tỉnh giấc. Hoàng đưa tay với điện thoại ở phía bàn gần đầu giường. Dù ánh mắt mơ màng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy cái tên Trúc đang được hiển thị. Có điều lạ lần này anh không bắt máy, mà trực tiếp tắt điện thoại và để chế độ máy bay. Tự nhiên làm tôi nghĩ, liệu có phải tối nay hai người gặp nhau lại xảy ra cãi vã, rồi hờn dỗi, nên nửa đêm anh mới mò về bên tôi và phát tiết dục vọng với tôi. Tôi thở hắt ra một hơi để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim và nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng hôm sau tôi đi làm trong tình trạng cả người phờ phạc, hai mắt thâm quầng, làm tôi phải dặm thêm mấy lớp phấn phủ mới che đi được. Cả phòng ai nấy đều tươi tỉnh, ngoại trừ tôi. Cái An thấy như vậy mới tủm tỉm nói với tôi. Mới sáng sớm, tao thấy mày mất sức quá đấy. Tao mệt. Đêm qua ông già lại hành bà già. Dạo này cứ hở ra là mày trêu tao. Thôi làm việc đi, chưa đi ăn cơm, tao kể cho. Sao thế? Chưa rồi kể, bây giờ tao đau đầu lắm. Ừ, mày uống thuốc đi, nhá. Trưa đó ngồi ăn cơm, tôi kể cho cái An nghe về vụ cãi vã của tôi và mẹ chồng. Tôi cứ tưởng là mình tôi nghĩ xa, nên nghi ngờ có người đứng sau xúi giục mẹ chồng tôi. Không ngờ cái An nghe xong đập tay vào đùi đen đét. Mẹ kiếp, nhưng mày có nghĩ có người đứng sau xúi giục mẹ chồng mày không? Chứ trước mày chẳng kể bà không có tính thích lục đồ riêng của người khác à? Vậy là mày nghĩ giống tao. Tao đoán con người yêu cũ chồng mày đấy, bây giờ chỉ có nó là người nhăn nhe phá hoại gia đình của mày thôi. Với lại nó được lòng tin của mẹ chồng mày. Kiểu đếch gì, nó chẳng ngấm ngầm tiêm vào đầu bà ấy
những thứ không tốt về mày. Bà tao cũng điên bà mẹ chồng mày thật đấy. Đường đường vợ chủ tịch một tập đoàn lớn mà lại bị cái con hồ linh ti kia nó dắt mũi. Mày không nghe, một khi đã ghét ý, thì dưa cũng hóa giỏi à. Tao nghĩ chắc bà ta không ưa tao từ trước nên cũng nóng lòng muốn đổi con dâu. Đúng là làm dâu nhà giàu khổ vãi ra. Đấy, bây giờ mày mới hiểu tao. Tao có sung sướng gì đâu chứ. Thế nhưng bù lại nhá, mày được ông chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi còn gì. Như tao ấy, tao tìm lắc cả mắt mà chả thấy thằng nào đẹp trai. Mày đừng có kén cá chọn quanh. Đẹp trai không quan trọng bằng việc nó tâm lý, nó yêu thương mình thật lòng đâu. Biết là như vậy, nhưng nếu mà không đẹp ấy, thì chả có tâm trí nào mà tìm hiểu tâm hồn bên trong tốt xấu thế nào. Bố tổ cái con mê dài này, mày chắc không mê à? Tôi bật cười nhìn cây An. Hai đứa đang vui vẻ được một chút thì bất ngờ cây An đập liên tiếp vào tay tôi. Nó tròn xoe mắt nói với tôi. Linh Linh, này, con người yêu cũ của chồng mày kia có phải không? Tôi quay đầu về hướng cây An chỉ, thấy đúng là Trúc. Đi bên cạnh cô ta còn có mẹ chồng tôi. Nhìn vẻ mặt hai người cười nói vô cùng vui vẻ. Quả thật lúc đấy tôi chạnh lòng lắm. Tôi cũng sợ mẹ chồng mình thân thiết với cô ta như vậy thì cuộc sống của mình về sau càng ngày càng khó khăn. Và đúng như nỗi sợ mà tôi từng nghĩ, tôi đó đi làm về, tôi lại thấy mẹ chồng xuất hiện trong căn nhà của mình. Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, lên tiếng chào bà. Nhưng bà vừa mới nhìn thấy tôi, bà đã lườm nguýt. Chị đúng là mặt dày quá nhở. Những lời tôi nói ngày hôm qua với chị không để vào tai à? Thực sự đến lúc này tôi càng khẳng định chắc chắn Trúc nói điều gì đó khiến cho mẹ chồng tôi lại phải phát điên đến đây đay nghiến tôi thêm một lần nữa. Bởi vì tôi cũng phần nào hiểu được tính bà. Bà thuộc típ người nóng tính, khi tức lên là chửi xối xả thẳng mặt, nhưng mà khi hết chuyện là xong. Chứ không có dài dẳng đến đây chửi bới, đuổi tôi lần hai như thế này. Con không dám để ngoài tai những gì mẹ nói với con ngày hôm qua. Thế tại sao chị còn chưa cút ra khỏi nhà tôi? Mẹ à, con lấy chồng theo chồng. Bây giờ chồng con bảo sao thì con phải làm như vậy thôi. Bây giờ chị dám lôi thằng Hoàng ra để cãi lại tôi cơ đấy. Tôi nói cho chị biết, chị đừng tưởng thằng Hoàng nói đỡ cho chị là tôi thay đổi quyết định. Tôi cho chị rất rất nhiều cơ hội. Lần này không có bất cứ cơ hội nào. Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị, không muốn chị làm con dâu của tôi, không muốn chị làm vợ con trai của tôi. Dù thằng Hoàng muốn hay không ấy, thì nó phải nghe lời của tôi. Bởi vì tôi là mẹ của nó, tôi là người đẻ ra nó. Còn chị chỉ là người dưng mà thôi. Nghe bà nói hai chữ người dưng mà sống mũi tôi bất chợt cay xè. Cảm giác tủi thân. Khi tôi còn chưa kịp nói tiếp, mẹ chồng tôi lại lên tiếng. Chị đừng nghĩ chị ngang bướng được với tôi. Nếu chị mà cứ chống đối lời tôi, chị đừng trách tôi. Tôi gọi điện về thẳng cho bố mẹ chị, tới đây đón chị về. Lúc đấy chắc là đẹp cái mặt lắm. Kìa mẹ, con nghĩ bố mẹ con không làm gì sai. Mẹ đừng lôi bố mẹ con vào chuyện này. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói như vậy, giọng của bà tràn đầy khinh bỉ. Bố mẹ chị không làm cái gì á? Chính bố mẹ chị mới là kẻ cầm đầu cuộc hôn nhân thảm hại này đấy. Nếu bố chị không vì cái sản nghiệp của nhà chị mà gả chị cho thằng Hoàng, thì tôi nói thật, tôi chả có đứa con dâu đổ đốn như chị đâu. Tất cả là tại bố của chị đấy. Bố chị tham quyền tham tiền. Đúng là cha nào con nấy. Từng lời nói của mẹ chồng tựa như sét đánh ngang tai. Từ trước tới giờ bà luôn cho rằng tôi là người dụ dỗ Hoàng. Nhưng lần này bà lại biết rõ lý do vì sao tôi phải cưới anh. Bởi vậy trong ánh mắt của bà bây giờ tràn đầy sự khinh bỉ dành cho tôi, dành cho gia đình của tôi. Tôi biết bây giờ có 10 cái miệng cũng không thể nào chối cãi được, nên cuối cùng đành mặc kệ, để cho bà muốn nói gì thì nói. Nói chán rồi bà sẽ thôi. Bà thấy tôi chỉ đứng yên nghe bà nói nên sau đó tức không làm được gì. Bà cảnh cáo tôi vài câu sau đó rời đi. 8 giờ tối Hoàng trở về. Vừa nhìn thấy tôi anh liền hỏi ngay. Chiều nay mẹ lại tới tìm cô sao? Ừ,
mẹ lại tới tìm tôi. Mẹ lại muốn đuổi cô đi sao? Ừ. Ngày mai cô về bên nhà mẹ, nghỉ ngơi vài ngày đi. Tự nhiên nghe anh nói như vậy tôi tủi thân lắm. Hóa ra cuối cùng giữa mẹ và vợ, anh vẫn lựa chọn mẹ mình mà thôi. Ngay từ đầu tôi biết rõ như vậy, nhưng tại sao vẫn cố chấp đặt một chút niềm tin ở anh chứ? Lồng ngực của tôi vốn đang đau âm ỉ, sợ lại như muốn nổ tung thành trăm mảnh. Tôi cười gượng nói với Hoàng. Tôi biết rồi, anh bảo tôi đi thì tôi sẽ đi. Ngày mai tôi phải đi công tác bên Hàn Quốc mấy ngày, để phòng tránh mẹ đến làm khó cô trong thời gian tôi đi vắng. Tốt nhất cô nên qua nhà mẹ nghỉ ngơi. Sau khi về, tôi tính tiếp. Nghe Hoàng nói đến đây, tôi mới thấy lòng mình nhẹ bẫng đi. Mọi thứ không tiêu cực giống như tôi suy nghĩ. Ngược lại là bởi vì anh lo cho tôi. Vậy anh đi khoảng mấy ngày? Chắc là 7 ngày. Lâu vậy cơ? Sao? Cô nhớ tôi à? Ai mà thèm nhớ. Tôi không có rảnh giống như người đó đâu. Nét mặt của Hoàng tự nhiên xám xịt, sau đó anh không thèm trả lời tôi nữa, mà đi xuống dưới nhà. Sáng hôm sau 4 giờ anh rời khỏi nhà để ra sân bay. Sau khi anh đi khỏi, vô thức tôi liếc mắt nhìn sang chiếc gối bên cạnh. Ở đó vẫn đang tỏa ra mùi hương thơm quen thuộc của anh. Nhìn lại căn phòng, bỗng dưng tôi thấy trông vắng lạ thường. Nghĩ cũng buồn cười thật. Ngày xưa anh đi suốt, tôi cũng ngủ một mình suốt chẳng sao. Vậy mà bây giờ anh mới rời đi một chút, đã mang cho tôi một cảm giác lưu luyến khó tả. Hình như càng ngày tôi càng có tình cảm với người đàn ông này. Chỉ là tôi sợ phải đối mặt với tình cảm đó, nên mỗi ngày phải cố gắng giấu nhẹm nó đi vào tận sâu đáy lòng của mình. Sáng hôm đó đi làm, tôi chuẩn bị sẵn mấy bộ đồ để trong cốp xe, rồi dặn dò cô Hoa mình sang nhà mẹ chơi mấy ngày, nhờ cô với chú bảo vệ trông nhà cửa giúp cho. Chiều đó sau khi tan làm, tôi lái xe thẳng về nhà bố mẹ. Cứ nghĩ bố mẹ sau khi nghe con gái về thì bố mẹ sẽ vui lắm. Nào ngờ bố mẹ lại nghi ngờ, vợ chồng tôi sứt mẻ chào hỏi tôi. Đi làm về rồi đi à? Mau lên nhà tắm rửa xuống ăn cơm. Này mẹ nấu mấy món con thích ăn đấy. Sao hôm nay mẹ biết con qua à? Thằng Hoàng nó gọi điện bảo mẹ. Nó bảo nó đi công tác một tuần, nên xin phép mẹ cho con về đây chơi mấy hôm, cho con đỡ buồn. Thế mà cứ tưởng hai đứa giận nhau cơ, làm mẹ lo. Không có chuyện gì đâu. Mà anh Hoàng gọi điện cho mẹ lúc nào ạ? Hồi trưa. Bà đi tắm đi, bố con gần về đến nhà rồi đấy. Dạ vâng ạ. Hai ngày tiếp theo trôi qua. Buổi sáng tôi vẫn đi làm ở công ty, chiều thì về nhà mẹ. Đúng là cái cảm giác chẳng đâu sướng bằng ở trong chính ngôi nhà mình khôn lớn. Chẳng ăn ở đâu ngon bằng cơm mẹ nấu. Chiều đó khi vừa tan làm, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ bảo tôi sẽ vào siêu thị mua thêm ít đồ. Sau khi thanh toán xong xuôi, lúc ra đến cửa, tôi lại bất ngờ gặp người yêu cũ của chồng. Nhìn cái bàn mặt của cô ta, tôi ghét đến nỗi chỉ muốn cào xé gương mặt giả tạo đó ra. Tôi định lơ đi coi như cô ta là không khí, nhưng cô ta lại chủ động tiến tới trước mặt tôi, chọc ngoáy tôi. Ơ, chị Linh đấy à? Chị mua nhiều đồ thế. Em nghe nói chị bị trả về nơi sản xuất. Khổ thân chị, trăm phương ngàn kế tính toán để làm vợ anh Hoàng, cuối cùng lại ra đi trắng tay. Còn hơn có người trăm phương ngàn kế tính toán mà đếch có cửa được làm vợ người ta. Chị cứ chờ đấy, sắp tới thôi, tôi chính thức thay thế vị trí của chị. Lúc đó, chị mới sáng cái mắt ra. Tôi cảm thấy việc nói lý lẽ với một con người không có chút liêm sỉ nào như cô ta là một việc hoàn toàn thừa thãi. Tôi thẳng thắn đáp luôn. Cái gì cơ? Cô muốn thay thế tôi á? Vậy thì chờ bước qua xác con này đã. Ngày nào tôi chưa ly hôn với Trịnh Minh Hoàng, con nào dám thách thức hay là tư tưởng đến chồng bà thì bà đập cho nát mặt, đập cho tòe mỏ. Chị dám? Có cái gì mà không dám? Bởi vì bà đây không phải là hoa hậu thân thiện. Không tin cứ thử mà xem. Nói xong tôi lườm cô ta một cái và bước đi. Tôi biết sau cuộc gặp ngày hôm nay, kiểu gì cô ta cũng xuyên tạc câu chuyện tới mẹ chồng tôi. Nhưng mà tôi mặc kệ, đâu có ai có thể nhẫn nhục mãi như vậy được chứ. Hiền với bụt chứ chả ai hiền với ma bao giờ. Lẽ ra đằng nào cũng bị mang tiếng rồi, tôi nên cho cô ta thêm vài cái bạt tai cho mõ tức. Nhưng mà thôi,
Đánh cô ta tôi sợ về nhà, rửa tay 10 ngày chưa hết bẩn. Sau khi về nhà tôi không thấy mẹ đâu, đặt túi đồ vào bếp, nghĩ bụng mẹ chắc trên phòng nên chạy một mạch lên trên tầng 2. Sau khi tôi vừa định cất tiếng gọi mẹ thì bất ngờ giọng bố tôi từ trong phòng vang lớn. Cậu nói sao? Người phụ nữ tai nạn chết năm đó là người yêu cũ của con rể tôi sao? Trịnh Minh Hoàng sao? Nghe đến tên chồng mình tôi bất giác ngẩn người, bàn chân vô thức tiến lên một bước để nghe cho rõ cuộc nói chuyện của bố. Bố tôi đang nói chuyện trong phòng với một người đàn ông, giọng người đàn ông đó vang lên. Tôi điều tra kỹ lắm rồi, không thể có sự nhầm lẫn nào được. Nạn nhân năm đó là cô Nguyễn Ngọc Trúc, cô ấy còn có một người em gái tên là Thanh Trúc. Và theo như tôi biết được, cậu Hoàng cũng điều tra về vụ tai nạn đó. Theo như thông tin bên cậu Hoàng thu thập được, thì người gây tai nạn cho người yêu cũ của cậu ấy lại chính là cô Linh nhà mình. Tôi đang nghe câu chuyện kinh thiên động địa gì thế này? Tại sao lại có vụ tai nạn? Sao chồng tôi lại điều tra ra được tôi là kẻ gây tai nạn chứ? Hai tai của tôi bỗng chốc ù cả đi. Từng lời người đàn ông kia nói ra tựa như sét đánh trúng hai màng nhĩ của tôi. Sao lại có thể như thế? Nếu nó điều tra ra kết quả như vậy, tại sao nó còn cưới con gái tôi làm gì chứ? Một câu hỏi của bố khiến cả hai bố con phải khựng lại vì như đã nhận ra được điều gì đó. Tôi không thể nào kiên nhẫn đứng đây thêm được, bất chấp tất cả, xông vào phòng của bố. Bố, chuyện này là sao? Vụ tai nạn gì à? Tại sao con không biết? Thấy tôi đột ngột bước vào, bố tôi liền thay đổi sắc mặt trở nên lúng túng. Người đàn ông lúc này vội vã thu dọn sấp giấy tờ và ảnh gì đó trên bàn, rồi xin phép rời đi. Bố tôi lúc này mới nhẹ giọng nói với tôi. Không có gì đâu con. Bố, con đứng bên ngoài và nghe rất rõ cuộc nói chuyện của hai người. Con xin bố đừng giấu con. Bố tôi im lặng nhìn lâu, bầu không khí chợt căng thẳng mất nửa phút. Cuối cùng ông hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi lên tiếng. Con nhớ gần 3 năm trước, cây cầm anh nó về nước không? Dạ con nhớ, nhưng chuyện này liên quan gì đến con bé hả bố? Ngày thứ 3 sau khi nó về nước, trên đường đi liên hoan với đám bạn trở về, nó đâm trúng một cô gái. Và cô gái ấy tử vong ngay tại chỗ. Chiếc xe mà con bé cầm Nhung đi lúc đó là chiếc xe đầu tiên bố tặng cho con. Câu chuyện chấn động này giống như một bức tường kiên cố đột nhiên sụp đổ ngay dưới chân của tôi. Tôi thẫn thờ hỏi lại. Đó chính là lý do bố không cho con đi chiếc xe đó nữa, có phải không ạ? Sau khi gây tai nạn giao thông, con bé rất hoảng loạn và gọi điện cho bố. Lúc bố tới hiện trường, ở đó là một con đường vùng ngoại ô rất vắng vẻ. Bố kiểm tra thấy cô gái kia tắc thở, không còn hy vọng cứu chữa, nên đã liều mình đưa ra một quyết định. Quyết định gì à bố? Bố bỏ mặc cô gái ấy, nhanh chóng đưa con bé cầm anh rời khỏi hiện trường. Sau đó bố thuê người chịu tội thay. Số tiền để trả cho người đi tù thay là do bố bí mật rút vốn trong công ty. Thế nên... Tôi phải ấn ngực vài lần mới có thể nghe hết câu chuyện, bởi vì ngực tôi đau đến mức không thở nổi. Hóa ra công ty đứng trên đà phá sản năm đó chính là vì chuyện này. Hóa ra ánh mắt thù hận của anh dành cho tôi trong suốt gần 2 năm qua chính là vì chuyện này. Và đây chính là lý do Hoàng đồng ý cưới tôi. Anh muốn phá hủy cuộc đời của tôi. Sau đó bố tôi nắm lấy cổ tay của tôi và tiếp tục nói. Nhưng bố thật sự không biết đó là người yêu cũ của thằng Hoàng. Bố càng không biết là nó điều tra ra được người gây ra tai nạn năm đó là con. Tôi nhìn bố tôi, những giọt nước mắt cứ như vậy thi nhau rơi xuống. Tôi muốn hét lên cho ông biết rằng tôi sống 2 năm qua rất khổ sở. Tôi sống không khác gì một cái ngục tù hôn nhân với Hoàng. Tại sao tất cả mọi thứ tôi lại phải chịu đựng cơ chứ? Tôi là người vô tội cơ mà. Nhưng qua một lát, khó khăn lắm, tôi mơ mở miệng và nói tiếp. Tại sao bố lại làm như vậy? Bây giờ con làm sao mà đối mặt được với chồng của con đây? Linh à, bố biết con đang phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng thực sự hôm nay,
Nghe tin thằng Hoàng, nó nghĩ người gây ra tai nạn là con. Bố rất đau lòng. Vậy thì theo bố, con có nên nói rõ sự thật này cho chồng con biết được không? Con không thể nào giấu anh ấy được. Tôi tưởng rằng bố tôi biết đường hối lỗi, hoặc là ít nhất thương xót cho con gái. Nhưng không, ngược lại bố tôi còn lại cầu xin tôi. Linh à, đừng đừng. Bố xin con, đừng nói chuyện này cho thằng Hoàng biết. Nếu nó biết sự thật, nó nhất định không tha cho con bé Cẩm Anh. Và sau đó, nó sẽ hận bố. Nghe được câu trả lời này, bàn tay của tôi bất giác buông thõng xuống. Lồng ngực tôi đau buốt như bị ai đó xé toạc. Dạ dày quặn thắt, bụng dưới co rút từng cơn. Vậy còn con thì sao? Con phải sống thế nào khi chồng mình ngày đêm nghĩ rằng mình là kẻ giết người, là kẻ đâm chết người yêu cũ của anh ấy? Bố! Bố không thấy thương con sao? Bố biết, nếu không nói ra sự thật này, thì người chịu thiệt thòi, chịu sự tàn nhẫn là con. Nhưng mà Linh này, bố nghĩ chắc là thằng Hoàng, nó có tình cảm với con rồi, nên chuyện kia nó cũng nguôi ngoài đi. Chứ nếu không, nó làm sao để con với gia đình mình yên ổn trong suốt gần 2 năm qua chứ? Còn cây Cẩm Anh, bố bảo vệ nó không phải vì bố thiên vị nó, yêu thương nó hơn con. Con là con gái của bố, tất nhiên là bố phải yêu thương lo lắng cho con hơn rồi. Có điều con biết rồi đấy, chúa con mất khi còn rất trẻ. Trước khi mất, bố hứa với chúa con là chăm sóc bảo vệ cái Cẩm Anh thật tốt. Với lại bố làm vậy vì trả nợ ân tình của chú con. Nhà mình nợ chú ấy một món nợ mà không biết đến bao giờ mới trả được. Chuyện vụ tai nạn năm đó làm bố day dứt. Bố thật lòng xin lỗi con khi nói ra sự cầu xin vô lý này. Nhưng đó là cách duy nhất. Bố bất lực lắm rồi Linh à. Hay là con đợi thêm một thời gian nữa đi. Mọi thứ ổn hẳn, tình yêu nó dành cho con đủ lớn, bố là người nói ra tất cả. Còn bây giờ với tính khí của thằng Hoàng, nó nhất định không tha cho cái Cẩm Anh. Gia đình mình tan nát hết con à. Tôi nhìn bố tôi, gương mặt ông nhợt nhạt trong dòng nước mắt, máu trong cơ thể như đông cứng lại. Tôi không biết nữa, không biết phải làm sao mới gọi là đúng. Tôi cố gắng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời, nhưng mà đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng, không có đáp án rõ ràng. Cuối cùng tôi không thể nào đưa ra một câu trả lời được. Tôi chậm chạp xoay người bước đi. So với sự che giấu của bố, so với sự oan ức của bản thân, hình như còn có một thứ gì đó đáng sợ khiến cho tôi đau lòng hơn tất cả. Nghĩ về khoảng thời gian chung sống cùng Hoàng, nghĩ về ngày hai đứa kết hôn, nghĩ về ánh mắt lạnh lùng của anh, nghĩ về câu nói anh từng chửi rủa tôi. Hóa ra thứ tôi đau lòng nhất là đã tìm được lý do vì sao anh đồng ý cưới mình. Người ta kết hôn vì tình yêu, người ta kết hôn vì duyên phận, người ta kết hôn vì cảm thấy đối phương thích hợp. Còn anh kết hôn vì trả thù, vì muốn hủy diệt cuộc đời của tôi, để tôi không được hạnh phúc. Vết thương ngoài da còn có thể lành, nhưng vết thương trong lòng làm sao mà lành được chứ? Đây là oan nghiệt, đúng là oan nghiệt thật rồi. Tôi không biết mình đã bước đi bao nhiêu bước, chỉ thấy lối đi phía trước càng lúc càng tối đen. Cuối cùng không thể nào chịu đựng được mà tôi ngất lịm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đến khi tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, bên tai của tôi đang truyền đến giọng nói của mẹ. Linh, con tỉnh rồi đấy à? Con thấy trong người thế nào? Sao tự nhiên con lại ngất thế này? Tôi nhìn mẹ tôi, đoán chắc là bà không biết chuyện kia. Với tính khí của mẹ, sau khi biết chuyện, nhất định bà giận bố. Tôi cười nhẹ nói với bà. Con không sao đâu, chắc là bị suy nhược cơ thể thôi mẹ. Trời ạ, con làm cái gì thì làm, phải giữ gìn sức khỏe chứ. Nhưng mà tối mẹ bảo con đi ngủ cơ mà, con không nghe lời mẹ à? Con biết rồi, từ nay con sẽ chăm sóc sức khỏe hơn. Mẹ không cần phải lo cho con đâu. Cái miệng con lúc nào cũng kêu mẹ không cần phải lo, nhưng có bao giờ làm theo lời mẹ đâu. Hay là tối nay con cứ nằm ở trong bệnh viện theo dõi thêm nhá. Bây giờ mẹ chạy ra ngoài cổng,
mua cháo gà cho con. Mẹ ơi, mẹ mua cho con bát phở bò. Con muốn ăn phở bò. Sau khi mẹ tôi đi khỏi, một lát sau một chị y tá bước tới, rút bình truyền nước cho tôi và hỏi thăm tôi. Vừa nãy chị đo huyết áp cho em hơi thấp, nhịp tim thì đập hơi nhanh, nhiệt độ cơ thể hơi cao. Thế bình thường em có hay bị huyết áp thấp thế này không? Dạ, em không để ý cho lắm. Dạo gần đây thi thoảng em hay bị chóng mặt, chân tay cứ bùn rùn và hay bị nôn khan chị ạ. Em có chồng rồi đúng không? Dạ vâng. Chị bầu hai đứa nhà chị đều có dấu hiệu như thế. Thế kinh nguyệt tháng này của em có bị chậm không? Dạ, đúng rồi. Hình như chậm khoảng nửa tháng rồi chị. Thế thì khả năng em có thai rồi đấy. Chậm 15 ngày, giờ siêu âm là bé vào tổ rồi. Nếu không, em cứ mua que thử trước xem sao. Tôi thất thần suy nghĩ vài giây rồi lặng lẽ gật đầu. Nếu tôi có thai thật thì sao? Liệu Hoàng có chấp nhận đứa con này, đặc biệt là trong hoàn cảnh éo le của chúng tôi hiện tại? Cả đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc suy nghĩ. Cuối cùng tôi không thể nào nhẫn tâm vì hạnh phúc của bản thân mình mà nói ra sự thật cho Hoàng biết. Tôi biết trên đời này chẳng có bí mật nào được giấu kín mãi mãi. Suốt gần 2 năm nay tôi chịu bao nhiêu sự oan ức, tôi quen rồi. Bây giờ giấu kín thêm một thời gian nữa chắc chắn là không sao. Sáng hôm sau, bác sĩ thăm khám thấy huyết áp mọi thứ của tôi ổn định nên quyết định cho tôi xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Thấy tôi về, bố nhìn tôi với vẻ mặt đầy ái ngại. Mới qua một đêm không gặp, nhưng mà gương mặt của ông có vẻ tiều tụy, những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ hơn. Linh, con được xuất viện về rồi đi à? Dạ vâng, con lên phòng nghỉ một chút. Thế con ăn gì chưa? Con ăn rồi bố ạ. Bố hôm nay không phải đến công ty sao? À bố có chứ. À lát nữa bố mới đi. Nhìn ông ngại ngần nói với tôi chỉ biết gật đầu chào ông rồi lên phòng. Nằm trên giường tôi lại nhớ đến lời chị y tá nói tối qua. Sau đó không thể nào chờ đợi thêm nữa, tôi nhắn tin cho cái An. Tao bảo này, mày mua giúp tao cái que thử thai, mang đến nhà bố mẹ tao giúp tao nhé. Tao đang ở ngoại. Thế, mày chậm bao nhiêu ngày rồi? Nửa tháng rồi. Ôi giời ơi, chậm nửa tháng rồi bây giờ mới thử à? Mày đúng là gan lì. Tao không để ý cho lắm, bởi vì tao hay như thế. Mày mua giúp tao nhé. Thôi được rồi, mày đợi tao một chút. Sau đó cái An mang đến cho tôi mấy chiếc que thử thai. Nó không chỉ mua cho tôi que thử thai, mà còn mua cả rất nhiều thuốc bổ cho tôi. Sau khi que thử thai lên 2 vạch đậm trong cốc nước tiểu, tôi cảm thấy mình không thể nào đứng vững. Tôi không ngờ trong bụng của mình đang có một sinh linh bé bỏng là giọt máu của tôi và anh. Tôi thẫn thờ đứng trong nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lâu, bỗng dưng lại cảm thấy mông lung lo sợ. Đứa bé này xuất hiện trong một cuộc hôn nhân bế tắc, nhất là khi tôi vừa phát hiện ra sự thật tàn nhẫn kia. Vô thức tôi đưa tay lên sờ bụng mình, niềm vui ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nỗi sợ chưa từng xảy ra. Tôi sợ con tôi không có sự thừa nhận của bố nó, tôi sợ anh mắng chửi xúc phạm mình, thậm chí là hiểu nhầm tôi cố tình có thai để ràng buộc anh. Nhất là khi anh đang nghĩ rằng tôi là kẻ giết chết người yêu cũ của anh. Tự nhiên tôi sợ nhiều lắm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Kế hoạch hôn nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng Tâm An trong câu chuyện này. Sau rất là nhiều những tình tiết mà tác giả Trang Bubi gửi đến cho chúng ta, thì ngày hôm nay có thể là một tình tiết vô cùng là đau thương. Hình như có thể là cuộc hôn nhân này đã sai trái ngay từ đầu rồi. Và Hoàng cũng thật là đau lòng khi biết được rằng là người yêu cũ của mình đã chết. Và còn đau lòng hơn nữa bởi vì anh đang nghĩ rằng Linh chính là thủ phạm gây ra tai nạn đó. Suốt 2 năm sống bên cạnh nhau, bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu đau đớn khi mà chúng ta đặt vào cái hoàn cảnh đó, thì chúng ta mới biết được rằng là Hoàng chịu đựng rất nhiều. Và bởi vì bây giờ anh có tình cảm với Linh rồi,
nên rất khó có thể thay đổi được mọi chuyện. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 để rồi xem sau khi mà Linh có bầu thì chuyện gì lại xảy đến tiếp theo. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.